Xin chào quý vị cùng quý anh chị em yêu cây cảnh trên toàn quốc. Ngày mới kính chúc quý vị, quý anh chị em được nhiều sức khỏe, an lành, niềm vui trong cuộc sống. Cuốn video mới ngày hôm nay cũng là khu vườn mới. Trước hết cũng tổng quan sơ khu vườn, và sau đó nhà vườn cũng có chia sẻ cùng với quý vị, quý anh chị em một vài tác phẩm của vườn nhà. Trước màn hình quý vị cũng như quý anh chị em, khu vườn cũng có một số tác phẩm và cũng được vài chủng loại. Và xin nói thêm cùng quý vị, quý anh chị em, nếu như quý vị, quý anh chị em mà yêu thích cây cũng như chốt cây, hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, cứ gọi điện gặp trực tiếp giao lưu với nhà vườn. Và đầu tiên chia sẻ cùng quý vị là một chậu bồ đề. Và cũng xin báo cáo kích thước của chậu bồ đề. Chiều cao là 61, bộ tàng dài là 79, hoành eo là 38, đứng trên chiếc chậu là 58 nhân cho 40. Theo chia sẻ của nhà vườn thì chậu bồ đề này nuôi khá là lâu, nuôi từ cái dàn dâm tây bên trên nè quý vị, và cái đường dây cũng chưa được tháo vì nó quá lâu. Nếu quý vị nào yêu mến hay sở hữu về mình tháo dây ra. Và cũng xin báo cáo thêm cùng quý vị là cái đường thân nơi đây nó hơi bị bể, bị nắng mưa nó bào mòn, nó vẫn sống khỏe tươi tốt. Đường thân này đi rất đẹp quý vị. Và chậu bồ đề này được báo giá tại vườn là 4 triệu. Quý vị nào yêu mến thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Và cũng xin nhắc lại cùng quý vị là chậu bồ đề này được báo giá tại vườn là 4 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo cũng là một chậu bồ đề. Chậu bồ đề này cao lớn hơn. Và cũng xin báo cáo kích thước của chậu bồ đề này. Chiều cao là 1m6, bộ tàng dài là 2m. Đứng trên chiếc chậu là 1m2 nhân cho 1m. Còn quanh eo là rễ nó tràm ra hết chậu. Bề nó xẹp, nó dang hàng ngang rễ quý vị. Một dáng đa của chậu bồ đề, rễ đổ xuống rất đẹp quý vị. Và xin báo cáo cùng quý vị là chậu bồ đề này giá tại vườn là 29 triệu. Và
Và kích thước của cây là cao 1m6, dài 2m. Đứng trên chậu 1m2 nhân cho 1m. Mọi chi tiết quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Quý vị hãy gọi điện gặp trực tiếp giao lưu với nhà vườn. Bề dưới rất đẹp quý vị. Gốc bồ đề này nuôi khá là lâu nên cái dần rễ mà nó đổ xuống đó quý vị. Chậu bồ đề này mà quý vị sở hữu về trang trí trước sân nhà hoặc là khu vườn của mình rất là thích hợp quý vị. Và xin nhắc lại cùng quý vị là chậu bồ đề này giao lưu tại vườn là 29 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo chia sẻ cùng quý vị là một chậu khế. Chậu khế này có đường thân rất là quái quý vị. Và cũng xin báo cáo kích thước của cây cũng như qua thông số. Chiều cao là 69, bộ tầng dài là 109, hoành eo là 41, đứng trên chiếc chậu là 50, là chậu vuông. Cây rất là thông thoáng và sạch sẽ. Đường thân này đi đẹp quý vị. Dưới củ đế nở. Rất là già cây. Giống một hình con quái thú. Cốt đẹp quý vị. Một cái thân nằm này giống như một con lạc đà quý vị. Trên là một cái lưng của nó. Nó đang gầm cái cổ xuống. Qua thông số cũng như kích thước của cây và xin báo giá. Cái gốc khế được báo giá tại vườn là 20 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Một gốc khế rất là đẹp. Rồi, chuyển sang qua là chậu me. Chậu me này thân trực, chân bệ rễ rất đẹp, đường thân đi lên, nó có một cái điểm gút. Và xin báo cáo kích thước của cây,
chiều cao là 99, bộ tàng dài cũng 99, đo quần eo là 31, đứng trên chiếc chậu 65, đường kính chậu tròn, chậu này cũng là chậu cũ. Chậu me này cái phần bệ gốc cũng không kém phần hấp dẫn quý vị. Và cái điểm nhấn của cây, tức là trên đường thân, những cái điểm nhấn này là tạo tác từ khi còn nhỏ đó quý vị. Bộ chi tàn khá ổn định. Chậu me này đường dây cũng khá lâu, quý vị sở hữu về là cũng xả ra dây. Chậu me đang cho lọc rất là nhiều. Rồi, qua báo cáo kích thước cũng như thông số của cây, chậu me này được báo giá tại vườn là 22 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp, giao lưu với nhà vườn. Rồi, tiếp theo cũng là một chậu me, chậu này nhỏ hơn. Và kích thước của chậu me này, chiều cao là 59, bộ tàng là 75, eo là 37, chậu là 50, chậu tròn. Chậu me này được báo giá tại vườn là 13 triệu. Chậu me này đường thân đi cũng đẹp quý vị. Trên bộ chi tàn, nhà vườn đã tạo tác và nuôi cũng khá là lâu quý vị, nên nó có cái dàn tay này cũng rất là to, dày tàn. Đường thân này đi lắc cũng đẹp. Rồi, xin nhắc lại cùng quý vị là chậu me này được báo giá tại vườn là 13 triệu. Rồi, tiếp theo chia sẻ cùng quý vị là chậu sâm bông. Một tác phẩm sâm bông khá độc đáo quý vị. Và cũng xin báo cáo kích thước của chậu sâm bông. Chiều cao là 69. Bộ tàng dài là 155, quần eo là 130, đứng trên chiếc chậu là 80. Và báo cáo cùng quý vị là chậu sâm bông này đường thân thuộc dáng là cụm rừng, rất nhiều thân. Chia sẻ của nhà vườn là chậu sâm bông này là một bệ nha quý vị, nó lên rất nhiều thân. Mỗi
mỗi tay mỗi bông nhà vườn làm rất là kỹ. Trước màn hình quý vị cũng nhìn thấy. Và xin báo cáo lại kích thước của cây, của chậu sâm bông. Chiều cao là 69. Bộ tầng dày là 155. Hoành eo là 130. Đứng trên chiếc chậu là 80. Và chậu sâm bông này được báo giá tại vườn là 39 triệu. Quý vị yêu mến tác phẩm chậu sâm bông này, hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Quý vị hãy gọi điện, gặp trực tiếp, giao lưu với nhà vườn. Rồi, tiếp theo là nhà vườn chia sẻ cùng quý vị là một chậu si đọt đỏ. Chậu si đọt đỏ này có cho trái quý vị. Trước khi báo giá cũng chi tiết từng phần cho quý vị cùng xem. Tiện thể quý vị cùng dễ chia sẻ với nhà vườn để giao lưu. Và xin báo cáo kích thước cũng như thông số của cây. Chiều cao là 150, tức là 1,5 m. Đo bộ tầng dài là 2,3 m. Đo nơi hoành eo là 135 phân. Hoành eo là cái phần trên nhỏ nhỏ trên đó quý vị. Đứng trên chiếc chậu hột xoài, chiều dài là 1,9 m. Và xin báo lại kích thước của cây. Chiều cao là 150, bộ tầng dài là 2,3 m, hoành eo là 135, chậu chiều dài là 1,9 m. Chậu si đọt đỏ được báo giá tại vườn là 260 triệu. Quý vị cùng quý anh chị em nếu có nhà ý để giao lưu tác phẩm si đọt đỏ này, hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp, giao lưu với nhà vườn.
Rồi xin nhắc lại cùng quý vị là chậu si đọt đỏ này được báo giá tại vườn là 260 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp giao lưu với nhà vườn. Rồi trước khi dừng cuốn video, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất. Trân trọng kính chào quý vị.